cuộc sống và sự nghiệp của bạn như thế nào? Phải nói là đó là một bước ngoặt lớn trong đời Ngân, mà Ngân nghĩ là không chỉ nói về từ hai đội có thể sai đâu diễn tả hết được, mà đó là một như là một cuộc sống mới, một cuộc sống khác. Mà Ngân nghĩ rằng ở đó mình sẽ phải cố gắng, phải phấn đấu, phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tất cả công việc cũng như cuộc sống của Ngân đều thay đổi cả, nó theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn. Ngân hy vọng rằng sắp tới mình cũng có nhiều dự án giống như Ngân để con tẻ để mình có thể thực hiện cái vụ đó, là đem đến tiếng cười cũng như niềm vui và những sản phẩm chất lượng hơn cho khán giả. Nhưng mà đã trong một bộ phim mì vai diễn mà gặp vai phản diện thì gặp ngoài đời thì có những cái gì nó tác động đến bạn cũng như kiểu mọi người ghét hay là có những hành động gì quá thích không? Thực ra thời gian đầu thì rất nhiều khán giả ghét Ngân hơn, nhưng mà sau này phim đã kết thúc và Ngân ra đường được nhiều khán giả nhận ra, yêu mến cũng như là dành nhiều tình cảm cho mình, thì mình nhận ra là vai diễn rốt cuộc cũng chỉ là vai diễn thôi. Thời gian đầu có nhiều khán giả quá khích đã chửi Ngân hay là nhắn tin cho Ngân, thì mình cũng hiểu và mình nghĩ đó chỉ là vai diễn thôi, và sau này được tình cảm với giải dành thì đó mới là điều quan trọng nhất. Những cái gì ở lại sẽ là những cái gì ý nghĩa và chân thành hơn. Có cái điều gì quá khích mà bạn nhớ mãi không trong thời gian đầu ấy? Ngoài chuyện mà có một cái tin nhắn mà khiến cho Thúy Ngân nhớ rất là kỹ, là những cái tin nhắn nó không chỉ riêng là chửi Ngân mà là còn chửi cả gia đình, rồi đem ba mẹ vào, thì nó làm cho mình cảm thấy rất là buồn. Là vì có thể là công việc của mình đó là lựa chọn, là sự nghiệp, thật ra từ đầu cha Ngân đã không cho Ngân theo con đường này, và mình đã cãi lời và mình cố gắng phấn đấu, thì đến khi mình đọc được cái tin nhắn mà chửi gia đình mình, chửi ba mẹ mình như vậy, mình cảm thấy rất là buồn lòng khi mà một đứa con đã để ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng mà sau cái lúc buồn đó thì Ngân cũng đã vực dậy bản thân mình, và Ngân nghĩ là Ngân nhìn những cái điều đó theo hướng tích cực và hy vọng là nó sẽ thay đổi. Và Ngân chỉ có biết là đem hết cái khả năng của mình để thay đổi cái quan niệm của khán giả về vai phản diện cũng như là về tất cả những diễn viên đóng phim. Vậy thì của gia đình, nhất là gia đình bạn và những người mà không chịu ủng hộ quan điểm của bạn ấy, thì mọi người nghĩ sao về cái bạn sau khi bộ phim này kết thúc? Tức là gia đình phản ứng nào về cái cuộc sống sau phim Ngân kết thúc? Thật ra là Ngân rất vui khi mà ba mẹ đã ủng hộ và có thể đã công nhận được thành quả của Ngân hiện tại. Và đây là điều mà Ngân mong mỏi trong suốt 10 năm làm nghề. Và đây là năm thứ 10 Ngân đã tham gia nghệ thuật. Và có mẹ ở đây cũng là một món quà to lớn mà Ngân đã dành cho gia đình của mình. Vậy thì còn cuộc sống đời tư thì sao? Bây giờ hiện tại là như thế nào? Hiện tại thì Ngân đang rất yêu. Đang yêu và yêu rất say mê, đó chính là công việc. Và Ngân dành hết tâm trí của mình, thời gian cũng như là suy nghĩ dành cho công việc, và Ngân không mong gì hơn đó là công việc của mình đạt được thành quả. Thế còn tình yêu thì sao? Tình yêu thì Ngân cũng có nói là Ngân không cưỡng cầu và Ngân không mong muốn những cái gì gượng ép, tại vì tâm trí Ngân cũng dành cho công việc rồi, nên có người yêu nó sẽ san sẻ cái thời gian cũng như cái tâm lý, cái cuộc sống của mình dành cho người yêu. Và Ngân chỉ mong là thời điểm hiện tại Ngân tập trung cho công việc, và Ngân nghĩ là năm sau Ngân sẽ dành cho tình yêu nhiều hơn. Còn trước đó thì cuộc sống tình yêu của bạn như thế nào? Ba năm qua từ khi bắt đầu phim Ngân Nếp Cà Tẻ cho đến bây giờ thì Ngân không quen ai hết, và Ngân chỉ dành thời gian của mình cho phim thôi. Vì quay phim Ngân Nếp Cà Tẻ là từ 6 giờ sáng cho đến lúc 11, 12 giờ khuya mới về, mỗi ngày cứ như thế lặp lại đều đặn. Mình không có thời gian để mà mình nghĩ những chuyện khác nữa. Trong 3 năm. Vậy thì sao, bố mẹ phản ứng thế nào? Vì mình cũng không phải là nhỏ tuổi nữa, đúng không? Bố mẹ phản ứng thế nào và có thúc giục không? Những năm trước khi mà Ngân về quê ăn Tết á, thì mỗi lần mà gia đình hay họ hàng hay hỏi là khi nào mà có chồng, rồi khi nào mà dẫn người yêu về ra mắt gia đình, thì ba Ngân chỉ nói là không, còn nhỏ lắm, giờ phải tập trung lo công việc đi, yêu đương cái gì vài năm nữa hẳn chưa sao, không muộn. Nhưng mà tự nhiên năm nay về là mới vừa năm rồi thôi, thì năm nay Ngân về thì ba lại thay đổi hoàn toàn. Mình cảm thấy là ủa, là sao không hiểu luôn, là năm rồi là ba vẫn không chấp nhận chuyện con gái yêu đương. Vì năm nay khi mà gia đình hỏi, bạn bè hỏi đó, thì khi nào mà có cháu, hỏi ba Ngân là khi nào có cháu thì ba trả lời là năm sau, là nghĩa là năm nay nè. Mình nghe rất là hoang mang, là ba thừa biết là con gái chưa có người yêu, làm sao mà có cháu trong năm nay được. Đó là điều Ngân hoang mang, và Ngân nghĩ là chắc là ba Ngân thấy mọi người xung quanh có con cháu rồi, đã lấy chồng lấy vợ, thì ba bắt đầu lo lắng cái tương lai của con gái. Nhưng mà ba ơi, ba yên tâm đi, con sẽ không ế đâu, ba đừng lo. Tại sao Thúy Ngân lại có thể chắc chắn là mình sẽ không ế mà trong khi đó mình đang dành hết toàn tâm sự nghiệp? Thật
Thực ra nếu mà Ngân nói là không ai theo đuổi hay là ngỏ lời với Ngân là Ngân nói xạo, mà chỉ vì Ngân nghĩ là Ngân tập trung cho công việc nhiều quá, thì khi mà mình có quen một người nào đó mình không thể lo lắng, không thể dành thời gian nhiều, thì đó chỉ làm khổ bản thân mình cũng như làm khổ đối phương thôi. Thay vì vậy thì mình cứ lo cho công việc, mình cứ theo đuổi những đam mê của mình hết đi, rồi đến lúc nào duyên phận đến thì biết đâu Ngân không yêu nữa mà Ngân cưới luôn, năm sau mình cưới luôn. Nhưng mà nếu như hôm nay bạn đang tập trung sự nghiệp nhưng mà có một người đâu mà phù hợp với bạn thì bạn có chấp nhận quen không? Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ cố gắng dành thời gian cho người mình yêu. Nhưng mà con nghĩ chắc cũng khó, tại vì thời gian con đi làm từ sáng đến tối về nhà mình đâu gặp gỡ ai đâu. Đặc biệt là Ngân không thích những người mà nhắn tin trên Facebook nè, những cái phương tiện truyền thông á, nhắn qua nhắn lại để cư cảm. Ngân không thích như thế, Ngân chỉ thích những mối quan hệ thật và thực tế, đó là ở bên ngoài thôi. Mình phải gặp gỡ, mình trò chuyện. Thế thì vui người đâu mà Quý Ngân ý tưởng gọi là mong đợi là gì? Ngân rất thích một người đàn ông quảng lường, đó là rộng rãi, không có hẹp hòi trong cái chuyện tình cảm cũng như là trong chuyện cá nhân. Ngân rất thích những người phóng khoáng như ba mình và đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ, không ghen tuông, không chiều chuộng mình thái quá nhưng mà cũng biết cách làm cho bạn gái mình vui. Vậy thì Quý Ngân nghĩ sao về mối quan hệ giữa đại gia chân dài hoặc đại gia người đẹp? Nếu như mà trong trường hợp của Thúy Ngân, trường hợp Ngân hả? Ngân nghĩ là nếu mình đẹp mà có một người nào đó phù hợp với mình, thương yêu, lo lắng, chăm sóc mình mà mình cũng có tình cảm thì tại sao mình không quen? Nó không quan trọng là đại gia hay không đại gia, quan trọng là cảm xúc người đó có đem đến cho mình được hay không. Như vậy là nếu không phải đại gia thì Thúy Ngân cũng sẽ quen. Vậy thì sắp tới thì kế hoạch của Thúy Ngân là gì trong sự nghiệp? Sắp tới thì Ngân cũng có tham gia phim. Hiện tại thì Ngân đang tham gia Súp Cơm Em Chưa Muốn Lấy Chồng và sắp tới cũng phát sóng. Còn những cái điều đặc biệt thì và ý nghĩa Ngân nghĩ là mình phải để phía sau đi, Ngân sẽ đem đến bất ngờ cho khán giả. Và hy vọng rằng với vai trò nào đi chăng nữa thì Thúy Ngân cũng được mọi người yêu thương và đón nhận. Chia sẻ cái kỳ nghỉ Tết vừa qua của Thúy Ngân đi. Đây là một kỳ nghỉ Tết rất sắp mặt, đó là Ngân về quê ăn Tết và cứ phải lao dọn, quét dọn khắp nơi. Từ ngày 28 Tết cho đến ngày 30 Tết, vừa cúng kiến, vừa dọn dẹp, nói chung là rất là nhiều việc. Nhưng mà rất là vui khi mà mình vẫn thấy được mình vẫn là một đứa con nhỏ của gia đình. Đi đâu, có làm gì ở ngoài xã hội, có cao lớn, to, động ra sao thì về nhà mình vẫn là những đứa con nhỏ và được ba mẹ yêu thương, cũng như là bị sai vặt giống như là mình đã sai em trai của mình. Vậy là em nhỏ, vậy là nhắc được lì xì thì vẫn biết về số tiền lì xì. Có, mình được lì xì chứ, là trong nguyên vàng con cháu của gia đình á, là lớn nhất là khoảng 7 tuổi và nhỏ nhất là khoảng 1-2 tuổi thì Ngân có trong danh sách đó. Là vì mình cũng cố gắng, là mình cũng đi xếp hàng, cứ nghĩ là không được nhưng mà rốt cuộc cũng bị lì xì. Và số tiền năm nay là lên đến vài triệu đồng đó mọi người. Rồi, ngày mai là ngày Valentine rồi, đối với những người FA như Thúy Ngân thì Thúy Ngân sẽ làm gì vào ngày này? Ngân nghĩ là Valentine là ngày mà dành cho những cặp yêu nhau. Và Ngân không yêu nhau nên Ngân nghĩ nó sẽ dành cho công việc. Đó là ngày mai Ngân sẽ đi ra mắt phim Hai Phượng với chị Ngô Thanh Vân. Và Ngân đi với anh Trung Dũng. Thì thật ra mình cũng có đôi cái cặp chứ bộ, chỉ có điều là không có yêu nhau thôi. Vậy thì còn mối quan hệ với Trung Dũng với năm chín trong phim thì sao? Ngân thấy là mọi người giống như cứ thích ship huyền của Ngân với anh Trung Dũng á. Thật ra Ngân với anh Dũng là anh em đồng nghiệp và Ngân nghĩ đây là tình cảm mà rất khó để Ngân với anh Dũng có thể duy trì cho đến hiện tại. Ngân không mong là nó sẽ thay đổi, Ngân chỉ mong là anh em càng thương yêu nhau giống như gia đình đó. Anh Dũng cũng vậy nữa, nên mọi người ơi, mọi người đừng có gán ghép Ngân với anh Dũng. Mặc dù là hai đứa có những cái hình ảnh chụp chung rất là tình cảm, nhưng đó chỉ là tình cảm anh em quý mến nhau thôi. Ngân coi anh Dũng giống như một người anh ấy, nhưng mà thật ra tuổi anh Dũng là một người cha luôn rồi á. Tại anh lớn tuổi anh, lớn hơn Ngân đến 20+ tuổi mà. Và Ngân nghĩ cái tình cảm Ngân dành cho anh là vì đâu đó anh Dũng có cái sự bảo vệ Ngân giống như là người thân. Anh luôn lo lắng, bảo vệ và chăm sóc Ngân. Ngân rất quý cái tình cảm đó. Nên mọi người đừng gán ghép nữa, mất công mình gán anh Dũng đi. Năm nay là năm Hợi, nói chung là năm tốt, hầu như là mọi người đều mong những cái việc thuận lợi nhất. Thì Ngân có nghĩ là mình mong mình sẽ có người yêu và mình sẽ lấy chồng trong năm nay không? Ngân thì không mong mình sẽ lấy chồng trong năm nay vì Ngân còn quá nhiều dự án có thể ấp ủ và hy vọng mình sẽ thực hiện được. Ngân chỉ mong là năm sau, biết đâu năm sau là mình, cuối năm sau là mình có thể lo lắng xong công việc hiện tại ổn thỏa và mình thực hiện đam mê được thì mình sẽ có thể lập gia đình. Đó là năm Ngân tròn 30 tuổi. Và đó là ước mơ từ bé của Ngân rồi chứ không phải là đến bây giờ. Và năm nay thì Ngân chỉ có
tập trung công việc thôi. Ngân xin được gửi lời chúc đến quý khán giả đang xem clip cũng như đang xem đài thì một Valentine tràn đầy ý nghĩa, hạnh phúc. Cho dù mình có yêu, có người yêu hay không có người yêu đi chăng nữa, có gia đình hay không có gia đình đi chăng nữa thì mình cũng phải luôn luôn rạng rỡ, vui vẻ và xinh đẹp. Đó là những gì mà Ngân mong mỏi, không chỉ riêng Thúy Ngân mà tất cả mọi người cũng sẽ đạt được. Và hy vọng Valentine này sẽ là một mùa Valentine thật hạnh phúc và ấm áp.